Xong rồi. Đây kia nữa kìa. Đây là giường tiền chế từ các thời chiến đấu Pháp trở để lại. Đó. Chị người đi. Đó là, heo. Đó là các kỹ sư Việt Nam rất là giỏi, nghĩ ra những cái rất là độc đáo. Cờ 80 triệu. Hả? Cờ 80 triệu. Cờ 80 triệu. Ủa, dường cái đó là 1 triệu đó, tính thì nguyên xe là 8. Nguyên xe cờ 80 triệu. Một kiến với là phát triển cho ý kiến về vấn đề này làm sao? Con nghĩ nản cực chứ. Đó, dạ. Đó, một buổi lễ, một đêm lễ là làm xong bỏ tăng bỏ gối nữa là. Ồ, quá tuyệt vời nhỉ. Ôi trời. Tôi hiện đại hơn. Easy. Easy. Quay đã, quay. Hay quá anh ơi. Trường lại là rất là giàu. Còn mười mấy. Còn nói còn rét mười mấy người nữa mà. Bốn dương. Hơn đấy, băng dài này hơn 4 người. Hơn. Trời ơi. Thì tính ghế bao, ý là bao nhiêu ghế, bao nhiêu, đây này là bao nhiêu người biết. Đúng rồi. Tính theo từng ghế, ghế đó. Phải nín chúng chi cho công an hết rồi. Mua hết rồi, đường mua. Công an thì ấy thì công an cho phạt tôi đâu, phạt 200 giờ đưa cho 500 thì bỏ đi mất tay. Giờ thì sao giá? Nó chuyển đi hút thuốc ạ. Em chỉ chép một lối thôi. Trở như trở heo ấy. Đi lại. Ghê thật. Phải nói là rất sáng tạo. Nên này là người Nhật là thua Việt Nam ở chỗ này. Chắc chắn như vậy. Đấy. Bây giờ ứng bao nhiêu người nằm thì nằm. Còn không thích thì mày xuống. Rồi. Đây là một một đồng chí đầu tiên lên khai cái giường mới này. Như một tháng còn đính vào hầm khai thác. Khai thác mỏ. Chơi hiện đại không? Đó cũng là giường nằm đấy chứ, ai ai bảo là không phải giường nằm đâu. Mình có chỗ này ngon là còn ngon rồi đấy. Như những cái trường hợp này ai bảo là ở đấy chạy được một người. Mà điện đặt xe mà nó hết chỗ là hết chỗ thì để dầm nó có được giường luôn cũng có. Không có thì ra tôi lấy tôi ngon được đi xe. Chuyện. Đấy như trường hợp này là ai bảo đây chẳng phải là nằm được một trường người. Trường hợp đồng chí này cũng là đây một người đấy. Người nhất thấy. Mẹ. Đúng là quá ghê. Chuyến xe bắt lợn thứ hai. Đây là lùa hết á. Năm lúc này. Ố, năm lên con, năm lên cho bố nằm. Năm cái lúc luôn. Năm lên. Đến bé em bò. Rồi. Cần tay gơ là sướng nhất nhỉ, có wifi. Trùng luôn. Chuyến xe lịch sử. Rồi mai mốt Hà Nội về cách nào?